Bảo Lộc, tiên tri cực chính xác, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, đúng 11 ngày tới, được thần tài trả ơn, tránh họa đắc phúc, bất ngờ trúng lớn, 100 tỷ cầm tay trả sạch nợ nần, đổi đời xứng tâm đại gia. Quý anh chị Quý Sửu thân mến, ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, thưa quý anh chị, có người đã từng nói, người thông minh chưa hẳn đã lương thiện, nhưng người lương thiện chắc chắn là người thông minh. Trong cuộc sống, hẳn mỗi người sẽ đứng trước rất nhiều con đường, nhiều ngã rẽ và nhiều sự lựa chọn khác nhau. Nếu cuộc sống bắt ta phải lựa chọn, thì bạn đừng do dự khi chọn mình trở thành người lương thiện, bởi vì khi quý vị sống lương thiện, ắt sẽ tích được nhiều phước lớn, mà càng tích được nhiều phước lớn, thì cuộc đời quý vị càng may mắn, được quý nhân đi theo phù trợ giúp sức. Quý anh chị hãy cứ yên tâm vì ở hiền chắc chắn sẽ gặp lành, càng về sau hậu vận của quý vị sẽ càng thịnh vượng, phát đạt, tiền về chật két, tài vận bùng nổ, sự nghiệp thăng hoa, an nhàn sung sướng khi về già. Và khi xem lá số tử vi cho 12 con giáp, thầy tử vi chỉ rõ có con giáp tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, trong 11 ngày tới, vận mệnh của họ sẽ vô cùng may mắn, sự nghiệp thăng hoa nhờ ba đại cát tinh là thiên ấn, chính tài và tam đại quý nhân phù trợ, công việc diễn tiến thuận lợi, tài vận bùng nổ, gặt hái nhiều thành công rực rỡ, giàu có vô địch nhất thiên hạ. Và để biết được vận trình cụ thể sẽ diễn ra như thế nào trong 11 ngày tới đây, thì xin mời quý anh chị cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu chi tiết trong video ngày hôm nay. Đầu tiên, tổng quan tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Quý Sửu hay còn gọi là Lan Ngoại Chi Ngưu, người tuổi Quý Sửu tính tình không trầm tĩnh như người tuổi Tân Sửu, không mạnh mẽ như người tuổi Ất Sửu, nhưng vẻ ngoài của người tuổi Quý Sửu toát lên khí chất nho nhã, thanh tao và luôn gây được thiện cảm với người xung quanh. Người tuổi Quý Sửu vốn không sôi nổi, nhưng luôn giúp đỡ người khác, họ có chí tiến thủ, nhưng không quá tham vọng với quyền lực như người tuổi Sửu mệnh hỏa. Người này thường trầm mặc ít nói, khó được lòng người khác, cũng không hay được trọng dụng. Tuy nhiên, nội tâm họ lại khá ôn hòa, làm việc nghiêm túc chăm chỉ, khả năng hoạt động độc lập tốt, kiên trì nghị lực. Họ luôn mong muốn gây dựng cho bản thân và gia đình cuộc sống giàu sang, nên thường xa nhà lập nghiệp từ khi còn rất trẻ. Thời thanh niên gặp nhiều vấp váp, nhưng may mắn có quý nhân phù trợ, tay trắng làm nên cơ nghiệp, trung niên chịu nhiều phiền muộn về sức khỏe và tinh thần, song hậu vận vô cùng tốt đẹp, có phúc an nhàn. Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Quý Sửu chính là tinh thần trách nhiệm cao, sống thực tế, mọi chuyện đều suy xét kỹ càng trước khi hành động, có lòng yêu nước nồng nàn, có hoài bão lý tưởng, coi trọng công việc và gia đình, tính cách cương trực quật cường là mẫu người bảo thủ và truyền thống. Tuy nhiên, lại dễ nóng tính, quá cứng nhắc, không cư xử khéo léo nên khiến mọi chuyện thường rơi vào thế bế tắc không thể cứu vãn được. Tính cách bình ổn, cẩn trọng, người cầm tinh con trâu không bao giờ hoảng loạn khi đối mặt với khó khăn, họ không dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường hay suy nghĩ của người khác, luôn giữ vững tinh thần kiên trì làm đến cùng. Trước khi quyết định hay hành động, họ đã sớm suy nghĩ kỹ càng chuẩn bị đủ đầy, nhờ thế mà đã thực hiện là thường đạt được thành công. Tuy nhiên, tính tình cố chấp thích thể hiện bản thân, đam mê sự nghiệp lại nghị lực phi thường, nên người này không hợp làm những công việc lặng lẽ, họ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh. Những người tuổi Quý Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền, họ ghét những lời nói ngon ngọt, nịnh bợ người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật, bởi vậy, không ai biết những kế hoạch của họ đang làm. Quý Sửu là người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác, dù có gặp phải những khó khăn hiểm nguy, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, Quý Sửu cẩn trọng, biết tiếp thu ý kiến của người khác, có tinh thần cầu thị, có thể nói con người họ sống như tính chất của hành mộc, luôn vươn lên tươi xanh và cân bằng sức sống chan hòa. Người tuổi Quý Sửu mệnh mộc có tinh thần hợp tác và biết cách tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc, cũng như trong cuộc sống. Cũng có không ít người tuổi Sửu mệnh mộc khá thông minh, nhanh nhẹn, họ biết tận dụng mọi cơ hội khi có thể, để biến lý tưởng của mình trở thành hiện thực. Cuộc đời của họ tuy có gặp khó khăn, nhưng họ đều biết cách vượt qua để tạo lập sự nghiệp cho bản thân mình. Tính tình lanh lợi hoạt bát, có chính kiến riêng,
cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Quý Sửu không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè mà chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách của người tuổi Quý Sửu có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên dễ đắc tội với mọi người. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của người này. Họ quan niệm rằng cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Vận mệnh của bản mệnh Quý Sửu khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ. Mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, họ thường may mắn được mọi người giúp đỡ, ủng hộ và hỗ trợ nhiệt tình. Đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại và phải luôn nỗ lực hết mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Cuộc sống đôi khi như một cuộc học hỏi, khiến con người chúng ta luôn phải nghĩ ngợi, luôn phải bon chen, lao động hăng say và thật nhiều cố gắng. Đây là những năm của sự đổi thay, của sự vần xoay, của vô vàn những bài kiểm tra cuộc đời sẽ mang đến. Không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc đời trong thời gian dài. Nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có và kẻ tệ bạc cũng không thiếu. Chung quy chỉ là thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, suy nghĩ chưa đủ kỹ càng có vậy mà thôi. Kỳ thực đời người có ai mà không vấp ngã. Lắm lúc bạn cũng nghĩ rằng bản thân thấy mừng thì ít ra ngã sớm trong cái đoạn thanh xuân còn tươi trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy làm lại từ đầu, đón ánh nắng sáng sớm đẹp đẽ của cuộc đời và những ngày bình yên. Vạn sự sẽ như một hạt mầm trong tay Quý Sửu gieo xuống bản mệnh của bản thân, là đại thụ hay chỉ là rau muống, là mạnh mẽ vươn lên hay lu mờ ảm đạm, tất cả phụ thuộc vào việc Quý Sửu cháy được bao nhiêu phần trên con đường của chính mình. Thay vì còn bơi lội trong đại dương bao la rộng lớn, lạc lối giữa những dòng nước xiết muôn nẻo, nay bạn đã có định hướng đường đi của mình vào một mảng. Bạn đã biết mình sẽ đi về đâu, muốn đứng ở đâu, muốn làm gì để gắn bó với nó, cho thỏa cái trí ấp ủ của bản thân mình mới là điểm nở sắc bông hoa khoe hương, khoe sắc của tuổi Quý Sửu. Đó cũng là một năm thành công tới, thành tựu về, đường đi thuận, tình cảm hay, vận thế may, là một năm bản mệnh có thế giới nội tâm phong phú và vô cùng giàu tình cảm mạnh mẽ. Lẽ dĩ nhiên, Quý Sửu thường chỉ có vô vàn động lực sau khi đã ổn định chuyện ngọt nhạt yêu đương. Nay là năm thiên thời có, địa lợi nhiều, nhân hòa lắm, cũng là lúc Quý Sửu không còn luyến lưu dĩ vãng khi cảnh trời rộng mở bao la. Nói Quý Sửu bớt cả nể đi mà thuận theo bản tâm thì thực sự hơi khó. Chỉ biết nói khi bạn thiện chính là khi bạn đang thiện. Thiện chính là cơ sở của triệu triệu thuận may, hỗ trợ thăng tiến cho họ trong thời điểm tương lai. Năm nay là năm những thành tựu bạn sẽ đạt được, dù bản thân bạn không ngừng bị so sánh, không còn âu lo, không còn muộn phiền, không còn bị nói ra nói vào, vì sự y ạch chậm ổn định đùng đỉnh của chính mình. Vậy cứ mạnh dạn mà tiến, cứ hoan hỉ mà chiến, từng bước dựng xây nên thế giới rực rỡ mà chính bạn luôn mong cầu. Người tuổi Quý Sửu luôn tuân theo quy tắc của bản thân, mọi chuyện giải quyết rõ ràng đúng mực, họ cũng luôn giữ được sự tỉnh táo trong mọi trường hợp. Khả năng làm việc độc lập sẽ giúp bạn hoàn toàn có thể dựa vào ý chí kiên định và tinh thần trách nhiệm, hy sinh hết mình để hoàn thành công việc được giao. Chính vì thế mà người tuổi này chỉ cần quyết tâm là sẽ có được thành công. Tuy nhiên, tính cách chính trực khiến họ sẵn sàng gạt bỏ lợi ích nếu điều đó vướng phải những bất đồng, mâu thuẫn cá nhân. Ngoài ra, những người cầm tinh con trâu không giỏi giao tiếp, cũng không biết lấy lòng người khác, nên khi hợp tác làm việc hay gặp khó khăn, chỉ khi có lòng tin, sự công bằng và làm việc công khai, thì người tuổi này mới có được tiền đồ và tài lộc tốt đẹp, giành được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người, có cơ hội để phát huy hết mức khả năng của bản thân mình. Người tuổi này không hợp với các công việc có liên quan tới nghệ thuật, cũng khó làm việc được trong môi trường phức tạp, cần đến sự khéo léo và linh hoạt. Họ cần có công việc ổn định và nhiều cảm hứng, sự kiên nhẫn là điểm mạnh của họ trong công việc. Khi đã chuyên tâm đầu tư phát triển sự nghiệp, chắc chắn họ sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp. Đặc biệt là khi được mọi người thừa nhận và đánh giá cao, họ sẽ càng thêm tích cực làm việc để không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm đó khiến cho họ có thể đảm nhận được những công việc mà người khác khó lòng làm được. Nghề nghiệp hợp với người tuổi Quý Sửu bao gồm nội thất, kiến trúc, nghề mộc, nhà hàng, quán ăn. Đặc biệt là người tuổi Quý Sửu rất hợp với các nghề có liên quan tới kinh doanh như quán xá, thủ công mỹ nghệ, chăn nuôi thủy hải sản. Ngoài ra, Quý Sửu cũng rất khôn ngoan, phù hợp với các nghề chính trị ngoại giao. Người tuổi Quý Sửu nổi tiếng là ngay thẳng thật thà, nên dễ bị lừa lọc trong chuyện tiền bạc, thiếu hiểu biết về kinh doanh, quan niệm kinh tế đơn giản, nên thường không có duyên với đại phú, đại quý. Song vẫn có thể có một cuộc sống sung túc đủ đầy,
muốn có tài lộc thì tốt nhất phải có kho giữ, không có kho thì không giữ được tiền. Vận cát tường lưu niên giúp tài lộc hàng năm thêm thịnh vượng cũng có vai trò rất quan trọng. Không cần biết đường tài lộc của bạn ra sao, trước tiên phải làm cho tài lộc lưu niên thêm vượng phát, ít phá tài. Thông thường những người này thường chi nhiều hơn thu, nên tránh xa chốn cờ bạc đỏ đen. Nếu có cơ hội đầu tư nên suy xét thật kỹ, cẩn trọng khi hành động, tốt nhất nên dùng tiền vào những việc rõ ràng. Người tuổi Quý Sửu thường sống khá tiết kiệm, dành dụm của cải không ít, thế nhưng đôi khi lại tiêu xài vô độ, vung tay quá chán, để rồi sau đó lại hối không thôi. Người này trong đời cũng có cơ hội giành được những khoản thu ngoài dự kiến, nhờ đó mà phát tài, song đừng vì thế mà chìm đắm buông thả bản thân. Ngoài ra, không khéo léo trong giao tiếp, nên họ cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội phát tài. Nếu có thể giữ được điểm này thì tài lộc thênh thang giàu sang phú quý. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Trong 11 ngày tới, trên 4 phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi cho thấy, trong 11 ngày tới, người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nhờ gặp được cục diện ngũ hành tam hợp, tị dậu sửu, cùng với nguyệt lệnh lâm đế vượng trợ mệnh, nên rất có lợi cho con đường phát triển công danh, sự nghiệp. Trong thời gian này vận trình của người tuổi Quý Sửu có nhiều điểm sáng, niềm vui liên tục kéo đến, cát khí tăng mạnh, giúp cho con giáp này khai thông rất nhiều dự án trì trệ, bế tắc, tưởng như đi vào ngõ cụt trước đó, nay lại tiếp tục được triển khai. Với người tuổi Quý Sửu trong thời gian này, việc lớn, việc nhỏ đều diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, kết quả đạt được như ý muốn, bản mệnh gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp, bỏ công bao ngày phấn đấu và chờ đợi, cũng nhờ vậy mà cả danh tiếng và tiền bạc của bản mệnh tuổi Quý Sửu đều tăng lên nhanh chóng. Với lối tư duy nhạy bén, cộng thêm phong cách làm việc chuyên nghiệp, đi đâu, làm gì, bạn cũng được coi trọng và bạn rất dễ được đề bạt, đảm nhiệm thêm trọng trách mới. Nếu cấp trên có tin tưởng và trao cho cơ hội, bạn hãy cứ mạnh dạn đảm nhận công việc và thể hiện bản lĩnh bằng tất cả những kinh nghiệm mà bản thân mình có nhé. Trong môi trường tập thể, bạn đang thể hiện được uy tín, năng lực của bản thân. Điều này giúp cho bạn khẳng định được bản thân mình, uy tín, vị thế của bạn ngày càng tăng cao, nên được mọi người tin tưởng. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao hài hòa, cùng với sự xuất hiện quý nhân giúp sức, nhiều bạn có được những sự san sẻ, hỗ trợ kịp thời, có được những cách làm việc sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm hơn trước. Chỉ cần tiến hành mọi chuyện theo kế hoạch đã định sẵn, tận tâm, tận lực làm việc, không ngại khó, không ngại khổ, là không khó để chạm tay tới thành công. Tuy nhiên, người tuổi Quý Sửu cũng nên chú ý, dù vận khí có hanh thông đến đâu, yếu tố quyết định thành bại vẫn là ở chính bạn. Bạn vẫn nên hành sự thận trọng, không được tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác, kẻo tiểu nhân thấy chướng tai, gai mắt mà gây họa cho mình nhé. Về phương diện tài lộc, tử vi cho thấy 11 ngày đầu tháng 4 âm lịch này có nhiều cát tinh trợ mệnh, giúp cho người tuổi Quý Sửu có công việc băng băng thẳng tiến, đạt được kết quả ngoài dự kiến, từ đó thúc đẩy vận tiền bạc được dồi dào, tài chính khởi sắc mạnh mẽ. Tài vận của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 dễ được hưởng lộc trời ban, tất cả mọi công việc đều hanh thông, thuận lợi, kết quả cuối cùng đều mang đến cho bạn là tiền bạc. Cục diện ngũ hành tam hợp, tị dậu sửu, trợ lực, lại có đế vượng chống lưng. Đây cũng đồng thời là một trong những thời điểm mà tài lộc của người tuổi Quý Sửu sáng nhất trong năm Giáp Thìn 2024 này. Thu nhập chính và thu nhập phụ của bạn ngày càng tăng cao, làm cho túi tiền của bạn không ngừng đầy lên, thẻ tín dụng không ngừng nhảy cấp số nhân, việc kinh doanh, buôn bán được hanh thông, thuận lợi, cơ hội làm ăn hợp tác đầu tư lớn ngày càng nhiều. Với người làm công ăn lương, có thể mạnh dạn đề xuất tăng lương. Với những biểu hiện xuất sắc của bạn, tỷ lệ được lãnh đạo chấp thuận khá cao. Dù xét về năng lực hay kinh nghiệm công tác, bản mệnh hoàn toàn xứng đáng. Tình hình kinh doanh, buôn bán khởi sắc trông thấy, thị trường sôi động. Đây là lúc bạn nên lập ra những kế hoạch cụ thể, với mục tiêu rõ ràng, mạnh dạn xúc tiến các kế hoạch của mình. May mắn gặp nhiều khách hàng lớn, ký kết hợp đồng giá trị, nên tiền cứ thế đổ về túi. Thời điểm này này có nhiều cát tinh trợ mệnh, người tuổi Quý Sửu có cơ hội trúng số, trúng thưởng cũng sẽ rất cao. Nhiều người biết nắm bắt được cơ hội này và trở nên giàu có một cách bất ngờ. Tuy nhiên, khi có tiền trong tay, bạn cũng nên biết cách sử dụng tiền hợp lý nhé, tránh để tài vận bị tiêu hao. Nếu những ai đầu cơ,
thì đây là cơ hội tốt để bạn thực hiện dự định của mình. Tuy nhiên, làm gì cũng nên xem xét kỹ lưỡng, tránh để cái lợi trước mắt, đặc biệt là đừng nóng vội đầu tư vào các lĩnh vực mà mình chưa hiểu rõ, hoặc nghe theo những lời đường mật của người ngoài mà chung vốn đầu tư khiến cho bản mệnh rất dễ bị thua lỗ, không thu hồi được vốn. Ngoài ra, khi có tiền trong tay bản mệnh tuổi Quý Sửu, cũng nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, một phần chi tiêu, một phần tiết kiệm, một phần để tái đầu tư để tiền luôn được sinh sôi nảy nở nhé. Về phương diện tình cảm, bước sang 11 ngày tới, năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, gặp được cục diện ngũ hành tam hợp, Tị Dậu Sửu trợ mệnh, nên vận trình tình cảm ngày càng hưng vượng, đào hoa khoe sắc, thúc đẩy nhân duyên của bản mệnh phát triển theo hướng vô cùng tích cực. Các cặp đôi đã có một thời gian tìm hiểu và tình cảm ngày càng mặn nồng, bền chặt, có thể tính chuyện lâu dài. Quan trọng là cách hai bạn chung sống và hòa hợp với nhau sau này ra sao, bạn cũng đừng quá đặt nặng những vấn đề sâu xa khác nhé. Đối với những người độc thân, trong 11 ngày đầu tháng 4 âm lịch này, có thể có được lương duyên như ý, không khó để tìm cho mình được tình yêu đích thực. Bạn nên nhân cơ hội này, chủ động mở rộng mối quan hệ xã giao, năng nổ, gặp gỡ mọi người, tham gia vào các buổi tụ họp để tìm kiếm cơ hội kết duyên đôi lứa. Về giao đạo, mối quan hệ gia đình cũng rất hòa thuận, không khí vui vẻ, giúp bạn an tâm và cảm thấy hứng khởi hơn khi thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, bát đũa còn có lúc xô xát, huống gì vợ chồng chung sống cả đời sao tránh được những cự cãi, giận hờn. Những lúc như vậy, hãy chú ý hành sự có chừng có mực, tránh gây hiểu nhầm, hoặc hành sự theo cảm tính, hay nói lời vô tình, kẻo lại gây tổn thương nữa kia của mình nhé. Ngoài ra, thời điểm này có đế vượng xuất hiện mang hàm ý về hỷ tiến, sinh con đẻ cái, bắt đầu thời kỳ hưng thịnh. Nếu có dự định sinh con, hai bạn có thể lên kế hoạch ngay cho mình, tỷ lệ thành công rất cao. Chúc bạn may mắn sớm đón thành viên mới. Về phương diện sức khỏe, xem tử vi cho thấy, trong 11 ngày đầu tháng 4 âm lịch này, về phương diện sức khỏe của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 lại không được tốt cho lắm. Ngũ quỷ hung tinh rình rập, có thể gặp phải vấn đề bất lợi. Nếu không được chăm sóc cẩn thận, trường hợp xấu có thể phải hao tốn tiền của. Bạn cần duy trì chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp. Những lúc rảnh rỗi, bạn cũng nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nhất là ăn uống đúng giờ giấc, đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, tránh tình trạng vì lao lực mà đổ bệnh. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý an toàn trong sử dụng các vật dụng sắc nhọn, vận hành máy móc hay khi tham gia giao thông để tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc nhé. Sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết tuần lễ vàng trong tháng 4 âm lịch của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Xem tử vi tuần 1, tuổi Quý Sửu 1973, tháng 4 âm lịch 2024. Theo tử vi 12 con giáp, trong tuần đầu tiên của tháng 4 âm lịch này, người tuổi Quý Sửu có thể sẽ gặt hái được một số thành công ngoài mong đợi, đường công danh sự nghiệp tăng tiến bất ngờ. Bạn làm gì cũng thuận lợi, mục tiêu phía trước không còn xa, khả năng tăng lương thăng chức cũng khá lớn. Ấn quan chiếu mệnh nên mệnh chủ có thể được quý nhân trợ mệnh, vượt qua được những trở ngại phía trước. Có thể nói, con đường sự nghiệp của bạn trong tuần đầu tháng này rất suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Bạn chỉ cần phát huy tốt năng lực của mình là có thể giành được những gì mình muốn. Tuy nhiên, đường tình cảm của Quý Sửu lại không được tốt như vậy. Khi chịu ảnh hưởng của thiên nguyệt hung tinh, bạn cảm thấy bất an, lo lắng về tương lai chưa xảy ra. Mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi chính những sự nghi ngờ bắt nguồn từ đó. Đường tài lộc tỏa sáng rực rỡ, con giáp này đen tình nhưng đỏ bạc, tài lộc về nhà nhiều như nước. Đặc biệt, vận tài lộc tăng tiến với tốc độ vượt bật vào dịp cuối tuần. Bạn giành được nhiều cơ hội phát tài trong tay. Thiên tài báo hiệu nguồn thu nhập của cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh đều tăng lên gấp bội. Xem tử vi tuần 2, tuổi Quý Sửu 1973, tháng 4 âm lịch 2024. Trong tuần 2 này, người tuổi Quý Sửu có vận trình khá khởi sắc, đường tình duyên được các tinh thiên diêu trợ mệnh, chủ về đào hoa rực rỡ, báo hiệu một tuần mới với những niềm vui và hạnh phúc ngập tràn. Các cặp đôi dành cho nhau nhiều hơn sự quan tâm, chăm sóc và chia sẻ. Người độc thân có thể sẽ làm quen với nhiều người khác phái, tăng cơ hội tiếp xúc làm quen với mọi người. Đây sẽ là cơ hội để bạn tìm cho mình một người ưng ý để nên duyên hạnh phúc. Áp dụng theo những mẹo phong thủy tăng vận đào hoa này để sớm tìm được một nửa cho mình nhé. Tuy nhiên,
trong các mối quan hệ với người khác phái, bạn nên có khoảng cách thích hợp để không gây ra hiểu lầm hay thị phi ảnh hưởng xấu đến thanh danh của bản thân. Đầu tuần là dịp mà bạn thu tiền bạc vào túi, khi được thực thần che chở, nhất là người làm ăn bạn nhận được nhiều tín hiệu cho thấy thời cơ phát tài không còn xa nữa, bạn cần dồn hết công sức vào việc kinh doanh để không bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, vận trình dần giảm sút khi đến giữa tuần cần chú ý để không vướng họa phá tài. Bạn có thể sẽ gặp phải một số rắc rối trong công việc vào đầu tuần khi phạm phải những lỗi lầm không đáng có. Song vốn là người có trách nhiệm nên bạn sẽ dần khắc phục được những sai phạm của mình bằng chính những thành công mà bạn gặt hái được vào cuối tuần. Xem tử vi tuần 3, tuổi Quý Sửu 1973, tháng 4 âm lịch 2024. Trong tử vi tuần mới này, Quý Sửu gặp được những điều may mắn trong chuyện công việc. Khi có tả phù cát tinh ở bên trợ giúp, bạn vượt qua khỏi những lúc khó khăn. Tuy nhiên đó là chuyện của thời điểm từ giữa tuần trở đi, bởi đầu tuần bạn sẽ phải tự chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình. Thương quan cảnh báo nếu bạn không tập trung hơn trong công việc thì dễ gặp phải những sai lầm, gây ra hậu quả khôn lường. Giờ nào làm việc nấy là điều mà Quý Sửu nên tâm niệm trong lòng, tránh để những chuyện đáng tiếc xảy ra. Thực thần xuất hiện cho thấy bạn đang có những cơ hội phát tài lớn, song cần phải thận trọng lên kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý, nếu không sẽ bị kiếp tài lật ngược ván cờ và khiến cho bao công sức của bạn trước đó thành công cốc, tiền bạc đội nón ra đi. Đường tình duyên không có gì nổi bật, chuyện tình cảm vẫn tiến triển ở mức bình thường, đôi khi khiến cho bạn cảm thấy nhàm chán vì không có điểm nhấn gì đặc biệt, không có những rông gió để cả hai người thể hiện tình cảm nồng nàn dành cho nhau. Xem tử vi tuần 4, tuổi Quý Sửu 1973, tháng 4 âm lịch 2024. Tử vi tuần mới cho thấy, Quý Sửu có được khá nhiều ưu thế. Trong tuần cuối cùng của tháng 4 âm lịch này, đường tình duyên suôn sẻ thuận lợi, người yêu thương nhau rồi cũng sẽ về bên nhau, mặc cho bao gian nan khó khăn trước mắt cũng chẳng thể làm sờn lòng những trái tim đang yêu. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe là điều mà con giáp này cần phải quan tâm. Bạch hổ hung tinh cảnh báo về những tai họa có thể bất ngờ xảy ra. Tốt nhất khi đi ra đường, tham gia giao thông bạn nên thận trọng giữ mình, cố gắng hạn chế ra đường một mình khi đã quá khuya. Đường tài lộc vô cùng hanh thông, tuổi Quý Sửu chẳng cần phải lo lắng chuyện thu chẳng đủ bù chi, bởi đây là thời điểm phát tài của bạn. Tử vi 12 con giáp cho thấy, thực thần ở bên cho tài lộc ảo ảo đổ về nhà. Bạn chỉ cần tập trung vào công việc của mình là có thể đạt được những mục tiêu đúng như mong đợi. Riêng về công việc thì bạn cần phải có định hướng cho riêng mình, không thể thụ động làm theo lời người khác mãi được, nếu không thương quan sẽ khiến cho bạn đánh mất đi khá nhiều cơ hội, khi đánh mất đi sự sáng suốt trong những quyết định quan trọng của cuộc đời. Quý vị thân mến, bật mí bí kíp giúp thu hút sự may mắn, tất cả chỉ gói gọn trong 4 bước, người tuổi Quý Sửu nên biết sớm để giàu sớm. Đã bao giờ bạn có cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình khi liên tiếp gặp chuyện xui xẻo và thầm nghĩ rằng phải chăng thần may mắn đã bỏ rơi mình? Hầu hết mọi người sẽ nói với bạn rằng may mắn là ở đúng nơi với đúng người vào đúng thời điểm, nhưng thực ra may mắn còn chứa đựng nhiều hơn thế. Nếu bạn đang ngồi chờ vận may ập đến như một tia chớp nhân từ thì có lẽ bạn nên biết điều này. Thực chất may mắn không phải là điều gì đó xảy ra với chúng ta, đó là điều gì đó xảy ra do chúng ta. Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu bạn có thể cải thiện vận may của mình không? Dưới đây là vài phương pháp phổ biến để thu hút may mắn. Hãy thử và từ từ cảm nhận hiệu quả tích cực lên cuộc sống của bạn. Thứ nhất là tối đa hóa cơ hội. Những người may mắn tạo ra, chú ý và hành động dựa trên những cơ hội mà họ có được trong cuộc sống. Họ thường luôn giữ cho mình đủ bận rộn, không ngại thử thách với những điều mới. Vì nếu một việc gì đó trong cuộc sống không suôn sẻ thì họ vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Hãy thử một môn thể thao mà bạn chưa thử, đi đến một nơi nào đó mà bạn chưa từng đi. Những điều này đều có thể mở ra cánh cửa cơ hội mà bạn chưa từng không ngờ đến. Hãy nghĩ về những vận động viên nổi tiếng. Nếu họ chưa bao giờ thử môn thể thao đó, họ sẽ không bao giờ biết rằng đó là tài năng mà họ được ban cho. Vì vậy, hãy tiếp tục thử những điều mới, tự tạo cho mình các cơ hội mới. Nếu bạn làm những gì bạn luôn làm, bạn sẽ nhận được những gì bạn luôn nhận được. Càng chăm chỉ để tìm kiếm và nắm bắt cơ hội, bạn càng nhận được nhiều may mắn. Thứ hai là suy nghĩ tích cực. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lạc quan có thể làm giảm căng thẳng và giúp bạn sống lâu hơn. Nhưng nó có thể giúp bạn may mắn hơn không? Khi lạc quan, bạn mạnh dạn đối mặt với thử thách và điều này tăng cơ hội thành công hơn khi bạn không trốn chạy vì những suy nghĩ tiêu cực.
Nếu bạn tin rằng việc mình làm sẽ đạt được kết quả tốt, bạn sẽ nỗ lực và có động lực để biến điều mình tin tưởng thành sự thật. Vì vậy, muốn gặp may mắn, đừng để những suy nghĩ tiêu cực hiện diện suốt ngày trong đầu, đừng để sự tiêu cực cướp đi vận may của bạn. Thứ ba là biến vận rủi thành may. Những người may mắn không phải lúc nào cũng may mắn, nhưng họ xử lý nghịch cảnh khác với những người không may mắn, nhìn thấy mặt tích cực ngay cả với những điều xui xẻo. Tin rằng bất kỳ vận rủi nào trong cuộc sống của họ, về lâu dài sẽ đem lại điều tốt. Người may mắn không dựa vào vận may của họ, thực hiện các hành động mang tính xây dựng để ngăn chặn những điều xui xẻo hơn trong tương lai. Khi mọi thứ trở nên khó khăn, bạn có hai lựa chọn, trốn tránh hoặc tiếp tục đối mặt. Bỏ cuộc, ủ rũ và nhốt mình trong nhà sẽ không giúp vũ trụ mang đến cho bạn những cơ hội tốt hơn. Vì vậy hãy không ngừng tìm cách lật ngược thế cờ, tìm giải pháp cho vấn đề của bạn. May mắn sẽ xuất hiện trong lúc bạn không ngờ đến. Thứ tư là lắng nghe trực giác. Những người may mắn hành động dựa trên trực giác của họ trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Gần 90% những người may mắn nói rằng họ tin tưởng trực giác của mình khi đề cập đến các mối quan hệ cá nhân, và gần 80% nói rằng nó đóng một vai trò quan trọng trong lựa chọn nghề nghiệp của họ. Trực giác là thứ mà bằng cách nào đó, cơ thể và bộ não của bạn phát hiện ra một vấn đề ngay trước khi bạn ý thức được vấn đề đó. Có không ít người may mắn thường nói, nếu tôi có cảm giác bất an về điều gì đó, tôi sẽ dừng lại và xem xét nó. Bạn muốn tăng may mắn trong cuộc sống của mình, hãy để tâm đến trực giác của mình hơn. Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi 11 ngày tới cho người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý anh chị tuổi Quý Sửu sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý anh chị trong thời gian sớm nhất. Mến kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.